Hello, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay lại là một ngày quá đẹp nên Kỳ Duyên xin đưa quý vị cùng Kỳ Duyên đến Yellowstone National Park. Yellowstone National Park là một công viên quốc gia của Mỹ nằm tại tiểu bang Wyoming và chữ Yellowstone có nghĩa là một viên sỏi màu vàng. Nghe dễ thương không? Và thưa quý vị, xin nói thêm một vài chi tiết về Yellowstone. Yellowstone, cái diện tích của nó tới 3.472 square miles, có nghĩa là 2.221.766 acre. Wow, hơn 2 triệu acre thì Kỳ Duyên cũng không thể tưởng tượng là nó to lớn đến chừng nào. Nhưng chỉ biết rằng Yellowstone là một trong những nơi với những cái cảnh thiên nhiên đẹp nhất nước Mỹ. Đó, các bạn thấy không? Nhìn như là một bức tranh. Và cái đặc điểm ở Yellowstone là nó có rất nhiều những cái mạch nước, hơn 10.000 những cái mạch nước nóng phun từ dưới lên, cũng như là suối nước nóng. Và bây giờ chúng ta đi tới coi một trong những cái mạch nước phun nước nóng rất nổi tiếng ở đây, với cái tên được gọi là Old Faithful. Old Faithful có nghĩa là già và trung tình. Tại sao có cái tên lạ như vậy? Vì những mạch nước khác đó, mình không biết khi nào nó mới phun lên. Nhưng riêng cái mạch nước Old Faithful này thì y rằng khoảng chừng 90 phút nó sẽ phun một lần. Nên trong khi chờ đợi, chúng ta đi một vòng coi chung quanh nhé. Các bạn thấy không? Cả một cái rừng cây mà bị chết vì ở dưới nó là nước nóng. Thưa các bạn, cái bản này là do gia đình của một em bé tên là Andrew Clark Hedge. Và năm 1970, em bị ngã xuống cái chỗ nước nóng này và em đã qua đời. Lúc đó em mới có 9 tuổi. Nên gia đình để một cái bảng đây để tưởng niệm em và để nói cho chúng ta biết là rất nguy hiểm đi ở đây và đừng có đi ra ngoài cái chỗ mà gỗ mà người ta đã để cho mình đi. Gió đang thổi steam nóng về đây, so như là mình đang đi tắm hơi vậy đó. Và đây là cái gì nó xảy ra rất tự nhiên. Và nếu quý vị nhìn thấy tốt ở đây, từ những cái hồ nước một là nước ở dưới này là nước, dần từ từ nó sẽ phun lên khói. Nhìn thì lạ và đẹp nhưng mà nói thật ở đây nó cũng có một cái mùi rất là hôi. Không biết tại sao, chắc là cái mùi của khoán hay bùn hay gì đó. Nhưng mà hôi của cái thiên nhiên chứ không phải hôi vì con người. Và đây là cái hồ mang tên là hồ trái tim. Vì đây là cái hình trái tim. Có lẽ nếu mà có người yêu mang ra đây, chúng ta có thể nguyện thề với nhau: anh không yêu em thì một ngày nào đó em sẽ đẩy anh xuống hồ. Nhưng mà là hồ trái tim. Thành ra cũng an ủi được một tí phải không? Đây, và các bạn thấy không? Nước thật trong mà nhìn xuống mình có thể thấy cát mịn, mà người ta nói mịn như là bột vậy đó. Nhưng mà thôi, chớ có dại mà thò chân xuống nhé. Vì ở đâu họ cũng có để những cái bảng và họ nhắc nhở chúng ta. Thứ nhất là trong thời kỳ Covid phải đứng xa nhau. Nhưng quan trọng hơn là không bao giờ đi ra ngoài cái đường gỗ mà người ta đã để, vì cát ở dưới nó rất nóng. Nóng đến nỗi mà ngay cả mình mang giày bút, cái chất nóng nó vẫn có thể làm chảy và tan và làm lủng luôn cái đôi bút của mình. Ghê chưa? Phun hơi lên nóng. Nhưng mà cái lạ là Kỳ Duyên đứng ngay đây nè, thì bao nhiêu cái hơi nước nó rớt lên người, mà khi nó rớt vào người Kỳ Duyên thì lại rất mát. Khi đứng ở đây nó lại mát rồi. Lạ ghê, mình tưởng là cái khói và cái steam nó phải nóng, nhưng mà thật ra nó rất là mát. Và đây Hà nói là trong một cái vạc nước nóng này thì nó có bùn nè, rồi nó có thêm chất gas nóng, nước và những cái đá từ núi lửa.
có mineral, có acid. Và cái đặc biệt nhất là coi như vậy và các bạn vẫn có những thứ nó sống được ở trong đó. Tiếng Anh gọi là microorganism, mà thích sống ở trong những cái môi trường cực kỳ nóng. Nhìn con suối này thì quá đẹp, quá thơ mộng. Nhưng mà thật tình bây giờ hỏi Kỳ Duyên thì không biết là ở trong nước nóng hay là có độc hay có cái gì không. Thôi chắc anh cứ đứng trên này chụp hình. Ở đây không phải là nơi để chúng ta xây ngôi nhà bên suối. Suối này đẹp chứ ở nhà đây là dễ cháy nhà lắm đó. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với Old Faithful, già và trung tình. Và quả nhiên Kỳ Duyên đã coi đồng hồ gần như là đúng 90 phút thì nó lại bắt đầu bắn lên. Bây giờ để cho quý vị thưởng thức nha. Wow. Nhìn ngòi nước phun lên như vậy, Kỳ Duyên chợt nhớ tới những cơn tức giận của phái nữ chúng tôi. Thì các ông thấy không, các ông cứ ngồi im mà nhìn mà ngắm, để phun, để bùng nổ, để hất ra tất cả. Xong xuôi hết rồi thì chúng tôi lại xìu xuống, rồi mọi chuyện cũng êm thôi, phải không? Và thưa quý vị, đây là hai người bạn mà Kỳ Duyên đang đi chơi với. Đây là Thư Uyển và đây là Dạ Hạc. Và hiện giờ chúng tôi đang ở ngay trong một cái parking lot. Tại chưa nóng, thay vì phải đi kiếm đồ ăn thì ngay ở trong xe đây nhá. Mời vô đây là chúng tôi đang có mì khô, mì nước đó, đang cắt hành, cắt rau. Và Kỳ Duyên thì ngay ở đây mình chiêm trứng đó. Xong rồi là ba đứa có thể ngồi đây ăn uống rất là thoải mái. Ăn xong tiếp tục sẽ đi vô park coi tiếp nữa, hoặc là nếu mệt buồn ngủ thì cứ nằm ở đây tại ngủ thôi. Tại vì hiện giờ chúng tôi đang có cái generator, là cái máy phát điện, thì nó phát từ ánh sáng nè cho tới điện ở trong này, như là ở nhà thôi. Đói quá rồi, đầu bếp có đồ ăn chưa? Có nước sôi bác chị ạ. Có nước sôi chưa? Nước sôi rồi. Alright, mời các cả nhà xơi cơm. Thưa, có quá nhiều người hỏi nên Kỳ Duyên xin nói rằng chiếc xe này Kỳ Duyên thuê và có nhân viên Việt Nam là anh Ngọc. Nên nếu quý vị muốn thuê chính chiếc giống y hệt chiếc của Kỳ Duyên thì quý vị có thể gọi anh Ngọc ở số ở dưới để hỏi thuê. Họ cho thuê rất kỹ và sau mỗi người thuê là họ tẩy và sát trùng thật sạch ở trong xe trước khi giao xe. Rất tốt. Và bây giờ sau khi ăn thì chúng ta phải tiếp tục đi dạo một vòng để cho nó tiêu cơm. Thì bây giờ xin mời quý vị đi tới cái nơi này gọi là Yellowstone Lake, là cái hồ Yellowstone. Đẹp vô cùng. Chúng đang đứng ở Yellowstone Lake. Đây là một cái hồ mà quý vị thấy nó bự như là cả một cái biển á. Đẹp kinh khủng. Chưa bao giờ Kỳ Duyên thấy một cái hồ to như vậy. Và cái bảng hướng dẫn này nói rằng là vào mùa đông, khi cả cái mặt hồ nó đều đông lạnh thì nó vẫn có những cái mạch nước nóng nó phun ra. Và những cái con otter là Kỳ Duyên tra trong Google Translate tiếng Việt gọi là con rái cá. Mẹ anh khôn lắm, mẹ anh sẽ chờ chung quanh những cái miệng ở cái mạch nước nóng này để anh bắt cá. Và tất nhiên, cá mà chui ra từ mạch nước nóng thì chắc là cá hấp sẵn rồi. Yum yum. Lạ ghê, cái hồ đặt tên là Black Pool nhưng nước ở trong lại rất trong xanh. Và đây là một cái hồ mà nó nằm giữa một cái hồ, có nghĩa là a pool within a lake.
trời đang lạnh như vậy mà thật sự nói là bây giờ gió thổi và được xuống đây ngâm chắc là ấm lắm ha. Chiều với ánh nắng chiều tà rớt ngang ngọn cây làm Kỳ Duyên chợt nhớ tới lời trong nhạc phẩm Nắng Thủy Tinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: ngàn cây thắp nến lên hai hàng và nắng bây giờ trong mắt em.